có tên không? Ta tên Bạch Thiên Cơ. Không chạy nữa. Hà, chàng trai trẻ, giờ ta giao dịch với ngươi. Dùng nha đầu này đổi sư tỷ ngươi. Ngươi thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Chẳng ra sao? Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Có được không? Đừng ép ta ra tay độc ác. Đổi đi, ta có cách. Không được phải không? Ra tay. Khoan đã. Đổi. Không đổi. Câm miệng. Tiểu cửu, áp giải đưa đi. Khoan đã. Tỷ tỷ ta đâu? Giờ ta lại không muốn đổi người nữa. Ta, Trình Nhân ca. Trình Nhân, đừng kích động. Không tốt gì cho ngươi đâu. Ngoan ngoãn theo ta về. Đừng có phản kháng, hiểu không? Tiểu cửu, thử một hôn Tây vực này đi. Đại ca. Tỷ, Trình Nhân ca, đi mau. Đi mau, tỷ. Bọn chúng đâu rồi? Mau đuổi theo. Chờ đã. Tiểu cửu, muội trốn đi trước đã. Người chúng muốn tìm là muội. Bọn ta đi cứu tỷ tỷ ta. Ta không muốn. Nếu chúng bắt được muội, chúng ta đều phải chết. Đi mau. Chúng ta đi về phía đó. Ngươi mau thả tỷ tỷ ta ra. Như này đi. Chúng ta hà tất phải khiến cho đôi bên cùng thiệt hại. Ngươi thành thật nói cho ta biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi. Nếu không, ta sẽ chém chết sư tỷ. Không thể nào. Ta có thể tin ngươi sao, chàng trai trẻ? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Giang Lượng này. Khoan đã. Ngươi còn không giao cô ta ra thì đừng trách ta không khách sáo. Khoan đã. Thả tỷ tỷ ta ra trước, rồi ta sẽ giao cô ấy cho không ngươi. Không được. Câm miệng. Các ngươi thương lượng xong chưa? Đừng trách đao kiếm của ta vô tình. Đừng đụng vào cô ấy. Tỷ, Thiên Cơ, tỷ, Thương Lam, đừng quên độc của ngươi, chỉ có ta giải được. Cái thứ không biết điều, lên cho ta. Các ngươi ngoan cố thật đấy. Chỉ bằng 6 vị thuốc kia có thể cứu được Trấn Hồng hay sao? Thành thật nói cho ta biết vị thuốc thứ 7, mọi người đều sẽ được cứu. Ta có thể tin ngươi sao? Chân ta. Đau chết mất. Lui ra sau. Ngoại trừ nha đầu kia, không chừa lại tên nào. Mọi người mau đi tìm Tiểu Cửu. Ta và Thương Lam chặn phía nhưng này. Hai người đi ngay. Đi. Tiểu cửu, muội không sao chứ? Không sao. Mau, rút ngay. Không sao chứ? Tạm thời để lùi chúng rồi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đi, đi về hướng đó. Nhanh, đi. Đợi đã. Ta,
Xin lỗi mọi người. Huynh nói gì? Nghe không rõ. Đi thôi. Hoan nghênh về đội. Tống Mập, ta nói cho muội nghe, lần sau muội mà thấy là chết cả đám đấy. Chân huynh lại không đau nữa rồi à? Đừng có kéo ta. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ta về nha môn báo cáo với Uông đại nhân một tiếng, để ta đi cùng. Đi thôi. Ồ, này tỷ, theo ta thì hắn không cần thiết phải làm vậy. Tỷ nói xem, hắn tìm Uông Hoài Viễn cũng chỉ biết lải nhải lải nhải, mệt người. Ta thấy như vậy tốt mà, nam nhân thì nên như vậy, dám làm dám chịu. Được rồi, mọi người mau lại đây, có chuyện rồi. Đi. Nhìn Uông Hoài Viễn bị hành quyết công khai ngay tại công đường, ta có chút rợn người. Thủ đoạn ngông cuồng này giống hệt vụ án Mỹ Nương. Hung thủ như đang nói với người đời rằng hắn ta chính là kẻ phán quyết trừ gian diệt ác. Như này là coi thường công đường mà. Sau đây, ngươi cãi nhau về rồi đấy hả? Chứ còn gì nữa, vừa về thì đã gặp phải chuyện này. Đó là bởi vì chuyện ngươi nên giải quyết thì không giải quyết, nên thiên hạ mới không yên ổn. Đại nhân. Được rồi, đứng dậy đi. Chuyến này ngươi ra ngoài, những gì cần biết đều đã biết rồi. Vậy là có thể kết thúc rồi chứ? Đây nào phải nên kết thúc chứ? Rõ ràng là vừa mới bắt đầu. Thi thể cũng khám nghiệm xong rồi. Sao? Còn gì không yên tâm nữa? Hứa đại nhân. Ừm. Tính ra, hình như chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhỉ, Ngũ Tác cô nương. Điều tra được gì rồi? Nói ra ta nghe thử. Hứa đại nhân, ta thấy vụ án này rất kỳ lạ. Rõ ràng nạn nhân chết do bị xiết cổ, nhưng thi thể bị xiết cổ thì mắt phải trừng to, miệng cũng phải há ra, lưỡi phải thè ra ngoài. Nhưng tướng chết của Uông đại nhân, mắt nhắm nghiền, miệng ngậm chặt, tay cũng thả lỏng, nhìn rất tự nhiên. Ta cảm thấy hung thủ đã dùng thủ pháp gì đó, chẳng hạn dùng một loại lưỡi dao mảnh sắc bén, với thủ pháp cực nhanh và tàn nhẫn để giết chết nạn nhân. Làm vậy thật ra rất khó. Hơn nữa, tại sao hung thủ lại không hề che giấu mà để Uông đại nhân chết ngay trên công đường? Nghe cô nói vậy, cô và hung thủ cũng ăn ý với nhau ra phết. Cũng không hẳn là ăn ý, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ thôi. Bạch Ngũ Tác con mắt tinh tường, ta hạ thấp cô rồi. Bằng hữu tặng ta ít là trả, có hứng thú cùng thưởng thức không? Một nữ tử như Thiên Cơ cô nương, sao lại muốn làm Ngũ Tác vậy? Đối mặt với nhiều thi thể như vậy, không sợ sao? Thực ra đối mặt với thi thể thì ai cũng sợ, không phân biệt nam nữ. Hơn nữa lúc mới tiếp xúc với thi thể, ta khá kháng cự. Nhưng tiếp xúc lâu rồi mới nhận ra, tuy thi thể không biết nói, nhưng có thể tìm ra chân tướng từ trên người họ. Ừm, can đảm đáng khen. À, nói đến chân tướng, lần này các người ra ngoài tìm được phương thuốc, vậy có phải cũng nên mang chút chân tướng về cho ta không? Ừm, đúng là phát hiện ra được một số chuyện. Kẻ vây quét Bích Ngọc Trang, câu kết với Cầu Gia và bỏ thuốc vào Thiên Nhật Hồng đều là Giang Lượng, chắc chắn chứ? Ừm, chắc chắn. Ừm, nào, ăn một chút đi. Mơ gừng, lúc khám nghiệm tử thi miệng đắng, ăn chút đồ ngọt cũng tốt.
Đại nhân, món này là ngài tự làm sao? Ta làm đấy. Sao cô lại khóc vậy? Ngon quá. Vậy thì ăn nhiều chút. Lần này đại nhân nhậm chức, ngoài điều tra vụ án ở Trấn Hồng Nê, còn có nhiệm vụ quan trọng khác sao? Đúng vậy, có việc quan trọng phải làm. Mưa này có mùi thơm của mực. Là công thức độc quyền của ngài sao? Đương nhiên rồi. Được rồi, ta cũng nên làm việc quan trọng của ta rồi. Đại nhân, ta có thể ở đây thêm một lúc nữa không? Được. Ba bức tranh trang viên ghép lại với nhau chính là cảnh tượng Bích Ngọc Trang lúc bấy giờ. Phần lạc khoản viết: phù dung mới nở, cây già xế bóng, thiên hạ biến sắc. Vương hầu bái lạy, nắm giữ non sông, chúng sinh thần phục. Nay có rượu ngon đãi bạn hiền, muôn khách hồng cô, Lý Bách, còn một cái tên không rõ lắm. Cây già xế bóng, sao nghe quen tai thế nhỉ? Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ đã từng đến Bích Ngọc Trang? Còn có Hồng Cô, Lý Bách, người có tên không nhìn rõ kia là ai nhỉ? Tướng chết của Uông đại nhân có chút tương đồng với cái chết của nhị trưởng quầy trên đài cao kia. Lưỡi dao mảnh thế nào mà có thể khiến người ta bỏ mạng tức thì không hề đau đớn? Ngọc bội của sư phụ. Người ở ngoài phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Ừ, trông chừng trình nhân, đừng để nó gây họa nhé. Sư phụ yên tâm đi ạ. Không thể nào, Hứa đại nhân không thể có ngọc bội này. Cách làm mơ gừng này quen thuộc đến vậy. Chẳng lẽ trong những vụ án này chỉ có thi thể của sư phụ là bị nấu lại sau khi bị giết? Chẳng lẽ hung thủ muốn hủy hoại thi thể, che giấu thân phận thật của mình? Nhất định vẫn còn manh mối khác. Quả nhiên là vậy. Hung khí là dây câu. Sư phụ chưa chết, Hứa Mộ chính là sư phụ. Mình không thể để trình nhân phát hiện ra, mẹ ấy sẽ không chịu nổi mất. Hứa đại nhân, tỷ làm gì vậy? Không làm gì cả. Không làm gì. Tỷ đang muốn che giấu điều gì phải không? Trình nhân, ta không muốn lừa đệ, nhưng có vài chuyện đệ đừng nên biết thì tốt hơn.
trước khi ta suy nghĩ kỹ. Có thể chưa nói với đệ vội không? Ta cứ tưởng tỷ có thể kiên trì theo đuổi sự thật. Ta từng muốn dựa vào một cây bút, vẽ hết tội ác trên thế gian này. Nhưng càng nhìn thấu lòng người, lại càng giằng co giữa thiện và ác. Tỷ, ơi! Trình Nhân, mọi khổ đau trên thế gian này, tội ác giữa người với người, đều đến từ sự ích kỷ và dục vọng. Hưởng lạc chốn nhân gian, cảnh đẹp giữa đất trời, ta đều không cần gì cả. Ta chỉ cần có đệ, có sư phụ, có Trấn Hồng Mê là đủ rồi. Mặt trời ở đây là mặt trời, mặt trăng là mặt trăng. Không có tư tâm, không có dục vọng. Ta thích sự giản dị nơi đây. Ta yêu mỗi một con người ở đây. Trình Nhi, sư phụ, ngày đó ta dạy con cách cầm lên buông xuống. Giờ đây, con đã cầm lên được chưa? Không cầm lên được, cũng không buông xuống được. Trái tim con đau lắm phải không? Đúng thế, đau thấu tâm can. Ngoài đau ra, con phải có phẫn nộ. Ta muốn con khắc ghi cảm giác phẫn nộ này. Nhân gian này từ lâu đã không còn là nhân gian. Không, là nhân gian, là nhân gian, là nhân gian. Hứa đại nhân, ngài có đó không? Hứa đại nhân, ai đó? Ơ, ôi, ôi, ôi. Giang mỗ, kính các vị một ly. Ông chủ Giang, chuyện này ta đã bảo là ta đang tiếp khách mà. À, các vị yên tâm, đợi ta ổn định Trấn Hồng Mê xong, nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Giang huynh, tuy ta rất muốn tin huynh, nhưng cấp trên sẽ không cho thêm thời gian nữa. Ta phải về báo cáo rồi, huynh phải tự lo liệu lấy. Ông chủ Giang, ta không phải. Nếu Giang huynh và Hứa đại nhân vẫn còn ân oán chưa giải quyết, vậy ta xin phép đi trước. Cũng đến lúc rời khỏi chốn thị phi này rồi. Tiên tử giao trì, quên châm trước điện, hải yêu Tây Quốc, ca hát không ngừng. Ba thần soi nước, năm quỷ giã thuốc, chờ đến khi phù dung chớm nở, trời đất cũng đổi màu. À,
Hứa đại nhân, ngài cứ thế mà bắt ta đến đây, không hợp quy tắc lắm nhỉ? Quy tắc? Năm đó ở Bích Ngọc Trang, mấy trăm mạng người bị ngươi lột chết, ngươi có giữ quy củ với họ không? Ngươi, ta chính là họa sư lang thang bị ngươi giết hại vợ con năm đó, Đào Cương. 13 năm rồi, không chút đầu mối nào về hung thủ, chỉ có thể giả dạng lão già sống lay lắt. Nỗi đau này ngươi có từng trải qua chưa? Quả nhiên là ngươi. Ngươi chính là con cá lọt lưới đó, Đào Cương, phải không? Chuyện năm đó ngươi làm khách ở Bích Ngọc Trang, ta có nghe nói qua, không ngờ lại là thật. Đúng vậy. Để bày ra ván cờ này, ta đã tốn bao tâm huyết, chờ đợi suốt 13 năm. 13 năm trời. Phải. Mười ba năm rồi. Giữa ngươi và ta cũng nên có một kết thúc rồi. Đến đây. Ngươi giết ta thì rất dễ, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ tới tính mạng của mấy ngàn người trên dưới trấn Hồng Nê này chưa? Họ chúng độc đã sâu, không ai cứu được họ cả. Chỉ có ta, chỉ có ta mới cứu được họ. 13 năm rồi. 13 năm. Ta đã sớm không còn là người nữa. Ta còn quan tâm đến họ Bạch Thiên Cơ thì sao? Bạch Thiên Cơ, ngươi cũng không màng nữa sao? Ba canh giờ nữa ta không về, gia đình sẽ giết cô ta. Hiểu rồi, thì mau thả ta ra. Uông Hoài Viễn, hắn sợ hãi ư? Hắn sợ hãi, nhưng hắn không hề đau khổ. Hắn sợ hãi ư? Hắn sợ, nhưng hắn không hề đau. Vậy còn ngươi? Ngươi là vì thù hận, hay là vì muốn chế giễu? Không, ngươi không muốn chế giễu. Ngươi chỉ cảm thấy hắn không xứng với sự thanh liêm công chính trên công đường này. Ngươi cũng không hề thích thú với việc giết chóc. Hắn là một tên quan tham. Hắn yêu tiền như mạng, hắn nham hiểm xảo trá. Nhưng những chuyện này không nên do ngươi quyết định. Không, hẳn là ngươi đang nghĩ. Ngươi không hề giết người, ngươi chỉ đang xét xử, đang hành quyết, đang thực thi công lý. Và trong quá trình thực thi công lý đó, tìm thấy sự cân bằng của thế gian. Cho nên vụ án liên hoàn chỉ là hình thức. Cái chết của Mỹ Nương và Uông Hoài Viễn mới gần với bản chất. Ta hiểu rồi. Trước đây khi phân tích, chúng ta luôn tồn tại một nhận thức sai lầm. Đó là chúng ta luôn cho rằng hung thủ của vụ án liên hoàn và hung thủ giết Mỹ Nương, cũng chính là hung thủ giết Uông Hoài Viễn, đều có mục đích khác nhau. Nhưng nếu như mục đích của hung thủ trước sau luôn nhất quán thì sao?
thủ pháp trong vụ án liên hoàn đúng là giống nhau. Nhưng cái chết của Mỹ Nương, Uông Hoài Viễn lại hoàn toàn khác với vụ trước đó, không đúng. Cách thức giết người tuy khác nhau, nhưng mục đích là giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Tức là động cơ giết người. Chứng minh hung thủ có một mục tiêu rõ ràng. Nhưng ban đầu không với tới được, cho nên mới sinh ra tâm lý đền bù. Chúng ta có thể dùng phép loại trừ để xác định đối tượng đền bù đầu tiên, cũng chính là nhị trưởng quầy mà Thương Lam phát hiện trên tháp cao. Hắn mất tích ở chính quán rượu Hồng Cô, chứng tỏ cái chết của hắn và vụ án sát nữ đầu tiên đều xảy ra vào đêm trước lễ thành hôn của Thương Lam. Ta nhận tiền mừng cưới xong thì phát hiện nhị trưởng quầy mất tích. Suy đoán hợp lý là lúc đó hung thủ đang ở quán rượu Hồng Cô, bị nhị trưởng quầy phát hiện ra thân phận thật. Trong lúc nguy cấp, để tự bảo vệ mình, đã giết người diệt khẩu. Suy đoán có thể trước đó hung thủ chưa hề có kinh nghiệm giết người, đồng thời để tránh việc thi thể bị giết nhầm bị phát hiện, ảnh hưởng đến hành động, nên mới chuyển xác lên tháp cao. Điều này cũng tạo nên khác biệt về bản chất so với thủ đoạn ngông cuồng về sau. Sau đó, hung thủ quyết tâm làm tới cùng, bắt đầu lấy vụ án liên hoàn làm hình thức, không ngừng loại bỏ các đối tượng đền bù và tiếp cận mục tiêu. Vụ án liên hoàn này chỉ là sự khởi đầu, cho nên cái chết của Lý Bách, sư phụ và nạn nhân không rõ thân phận kia đều là do họ có liên quan đến mục tiêu. Sau đó, tên hung thủ này im hơi lặng tiếng một thời gian, chứng tỏ hắn đã bị đứt manh mối, cho đến khi hắn ta nhắm vào Mỹ Nương, mà Mỹ Nương chết sau khi ngươi uống rượu độc. Vậy nên hung thủ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa Mỹ Nương và mục tiêu vào lúc ngươi uống rượu độc. Mà hiện tại, đối tượng đền bù cuối cùng chính là Uông Hoài Viễn. Uông Hoài Viễn thì chúng ta đều biết, hắn là một tên quan tham, nhưng tại sao lại chết ngay sau vụ hỗn loạn ở Hồng Hàm Quán? Điều này chứng tỏ hung thủ phát hiện ra mối quan hệ giữa Uông Hoài Viễn và mục tiêu đền bù ngay tại bữa tiệc. Vậy nên có thể nói, nếu chúng ta muốn tìm ra hung thủ, trước tiên phải tìm ra mục tiêu này mà đối tượng đền bù tận mắt chứng kiến. Chứng cuồng loạn bộc phát, đứng nhìn Thương Lam uống rượu độc, lại tham gia bữa tiệc ở Hồng Hàm Quán, hẳn là chỉ có một người. Chờ đã, còn có một người đáp ứng điều kiện này nữa, Hứa đại nhân. Nhưng tại sao sư tỷ lại bao che cho người xa lạ này chứ? Hứa đại nhân, đâu rồi? Cây châm tỷ, lúc này ngươi nên chọn chạy trốn chứ, sao lại chọn đến bắt ta? Các ngươi đã phát hiện gì ở Bích Ngọc Trang? Chuyện này thì ngươi phải rõ hơn bọn ta chứ. Nếu không sao lại chạy đến Bích Ngọc Trang bắt bọn ta? Chuyện năm xưa, là chủ mưu hay là đồng phạm? Cô nương, sự thông minh nhanh trí của cô thật khiến ta bội phục. Nhưng có một điều ta không hiểu. Rõ ràng ngươi đã bị nhốt lại rồi mà, ai thả ngươi ra? Chuyện này thì cô không cần bận tâm. Ta tự có cách của ta. Nói đi, rốt cuộc đã phát hiện ra gì ở Bích Ngọc Trang? Ngươi tàn hại hơn trăm mạng người,
trong lòng ngươi không thấy bất an sao? Trời đất bất nhân, coi mạng người như cỏ rác. Ta làm việc rất đơn giản. Ta chỉ muốn có được thứ đồ ta xứng đáng. Còn những thứ khác chỉ là thủ đoạn cần thiết mà thôi. Chứng cuồng loạn ở trấn Hồng Nê cũng do ngươi gây ra phải không? Hình như cô cứ luôn nêu câu hỏi với ta. Cô luôn tìm cách moi thông tin từ ta. Có phải cô tưởng ta không dám giết cô không? Muốn giết thì ngươi đã ra tay lâu rồi, cần gì phải đợi đến giờ? Cầu gia vẫn luôn tìm người thử thuốc, chứng tỏ thuốc vẫn chưa thành công. Ngươi cần ta giúp. Bạch cô nương, cô thông minh, xinh đẹp. Rõ ràng cô là tiên nữ trên trời, vậy mà lại cam tâm vướng vào bụi trần ô uế. Người như cô có thể làm rõ sự tình đã hiếm gặp lắm rồi. Càng đáng quý hơn là cô còn có thể nhìn thấu mọi việc rồi sao? Vậy nên hẳn là cô biết vị thuốc thứ bảy là gì nhỉ? Cô nói xem ta có tha cho cô không? Dân chúng trấn Hồng Nê vô tội, ngươi có thể giải độc cho họ, đúng chứ? Giờ là lúc nào rồi mà cô còn lo lắng cho người khác? Yên tâm, ta rất rõ liều lượng phối thuốc thật rất dễ. Còn cô vốn không thuộc về chốn nhân gian như địa ngục này. Ta đưa cô đi.